3 điều 7 3 điều 8 trên 1 hectare. Còn phòng công nghiệp và được ủy ban huyện giao là sẽ hỗ trợ khoảng 43 triệu 1 hectare. Thì chúng ta tổng vô 3 triệu này nhà nước cho mà nhà nước cho không, thì cái lợi chúng ta chi ra, chúng ta hồi nãy nói là cái như là lãi 11 triệu tổng với 3 triệu nhà nước cho không thì nó ra 14 triệu. Mà chúng ta toàn nguyện là cho cái là đăng ký khoảng 600 hectare, nhưng mà mấy vụ nay thì chỉ được khoảng 200-300, mà trong khi đã thành công an là đã hơn 100 mấy thôi. Thì nói để chúng ta biết cái sự quan tâm là tại sao nông dân chúng ta không áp dụng, nó có nhiều cái. Một là cái lực gieo xạ thời vụ là huyện quản lý cũng khá chặt. Chúng ta lúc nước gieo xạ đấy thì chỉ khoảng một vài cái xã là trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày thôi. Chứ cái lượng máy như ở xã Thành Tân A hiện nay là có 5 chiếc máy cấy, tôi nghĩ là chỉ giải quyết được khoảng vài chục hectare thôi chứ không được nhiều. Thì cái đó là nhiều khi nông dân muốn cấy nhưng mà hiện nay cũng không có liên lạc được một cái. Ở đây có phải hỗ trợ liên lạc với tôi hoài thì là cái tổ cấy đi tiếp, nhưng mà bây giờ sắp xếp không được. Thì nói để cái sự mà đầu tư của chúng ta cũng chưa mạnh dạng. Rồi cái ở đây có trung tâm khuyến nông quốc gia, rồi có khuyến nông tỉnh. Tôi đã viết một cái bài ngày 18 hội nghị ở tỉnh, tôi sẽ phát biểu về cái cơ giới hóa trong cái khó khăn và thuận lợi. Thời gian không có dài đã chưa rồi, không nói được ở đây. Nhưng ngày 18 tôi sẽ có một cái bài phát biểu cái thuận lợi khó khăn, đặc biệt là các cái chủ trương quan tâm của đảng nhà nước. Nhân dân chúng ta, các hợp tác xã chúng ta chưa tiếp cận được nhiều, chỉ biết cái đầu ngón tay thôi, báo như cái gì là giữ như thế. Mặc dù chủ trương của chính phủ, của các ngành là khá tốt, tuy nhiên là chúng ta tiếp cận được rất ít. Nói để ở đây là nó còn nhiều cái nhiêu kê mà chúng ta áp dụng thực hiện. Còn về hướng tới thì đã tham gia tiếp tục đẩy nhanh để mạnh cái việc cơ giới hóa, và đặc biệt là áp dụng đồng bộ những cái kế hoạch đồng bộ, sẽ chuyển qua một phần diện tích là chúng tôi đang liên hệ với các công ty là chúng tôi sẽ chuyển một phần diện tích qua trồng cây màu, 2 vụ lúa một vụ màu và 2 vụ lúa một vụ cá. Và nếu mà chúng ta thấy mà kết hợp, nếu mà gia đình chúng ta có các lao động hơi lớn, các chú các bác cứ cấy rồi mua dịch thả vô đó, nó vừa ăn sao bỏ vừa trồng bù cho đất. Khoảng 2 tháng là dịch khoảng từ 3 kg đến 3 kg rưỡi, và lúc lúa chỗ một phải sinh. Cái đó là những cái mối kết hợp mình thấy nhỏ nhưng mà cái hiệu quả nó đem lại là rất lớn. Mà chính gia đình tôi đã áp dụng rất nhiều rồi. Ở đây tôi muốn là mọi người trong chúng ta cũng biết, mỗi lần cấy xong tôi mua 2 can dịch, tôi thả trong đó là chỉ cho ăn rất ít, mà bệnh hoạn của dịch sau khi nó được ở ngoài môi trường rộng rãi rất bệnh hơn thời gian luôn, nhưng mà bao khép kín gì. Thì tôi nói nhỏ với cái chuyện mình ta áp dụng vô thôi, mà khen được cái thu nhập. Thì do thời gian có hạn thì một lần nữa thì cũng mong rằng sự quan tâm của từ những cái mô hình này chúng ta áp dụng và đẩy mạnh lên hơn nữa.